Sau SEA Games 32, huấn luyện viên Chusier sẽ bắt đầu làm việc với đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ này, huấn luyện viên Chusier sẽ có nhiều hơn những sự lựa chọn về nhân sự. Có trong tay đội hình mạnh nhất, ông Chusier sẽ bắt đầu thi triển lối chơi theo triết lý của mình. Để có được đội hình theo ý muốn, ông Chusier sẽ cần có thêm thời gian dự khán các trận đấu ở V-League cũng như bồi dưỡng các nhân tố trẻ. Thực tế, tại SEA Games 32, nhiều cầu thủ trẻ mà ông Chusier đang có vẫn chỉ ở dạng tiềm năng. Đây là điều khác biệt so với trước đây khi ông Park có nhiều cầu thủ U23 có thể làm trụ cột của đội tuyển quốc gia. Ở vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng D gồm các đối thủ Nhật Bản, Iraq, Indonesia. Theo thông tin từ VFF, để chuẩn bị cho trận đấu nói trên, tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hồi quân trở lại vào ngày 7 tháng 6 sau khi kết thúc vòng 11 V-League 2023. Trong thời gian diễn ra các trận đấu tại V-League, huấn luyện viên Philippe Chusier và các cộng sự sẽ chia nhau tới các sân để theo dõi phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm kiếm những nhân tố mới để triệu tập vào danh sách tập trung của đội tuyển.